chào cả nhà đến với kênh Thông Võ Vlog. Tối hôm qua tôi đi ngang qua chỗ bán bún bò quen thuộc, mùi hương thơm vô cùng hấp dẫn, nhìn vô cái tủ đồ mà thấy thèm mà, nào là bò, thịt, giòn heo, tôi thì mờ lem. Thế là hôm nay tôi quyết định ra chợ, mua cái giỏ heo, ít tôm với vài thứ cần thiết về, nấu một nồi bánh canh ăn cho đã. Sau khi phi hành tỏi xong, cho giỏ heo vào xào sơ qua, chắc có nhiều người hỏi tôi sao không phi hành tỏi trong cái nồi này luôn đi làm vậy chi tốn công vậy. Chuyện là cái nồi nhà tôi đấy mỏng quá, tôi phi mấy lần mà tỏi hành không đều chỗ đen, chỗ trơ vàng. Khi thấy thịt đã săn lại, cho nước vào đủ dùng. Đổ đủ nước, sau đó đậy nắp lại, để lửa nhỏ, có một mẹo nho nhỏ để cả nhà hầm xương, giò heo, mềm mà ít tốn ga hay điện. Sau khi bỏ đồ cần hầm vào nồi, cả nhà nấu cho nồi nước sôi lên, lúc này dùng nắp nồi đậy kín lại, tắt ga hay điện và để tầm 5 phút thì lặp lại, cho đến khi đồ ăn mềm như bạn mong muốn. Trong lúc chờ đợi nồi nước sôi, tôi đi gọt ít củ cải bò vào cho ngọt nước. Tôi không biết cả nhà bào bằng cái gì, chứ dụng cụ này tôi ưng nhất, bào nhanh mà vô cùng tiện lợi, không biết ai phát minh ra cái này quá là lợi hại. Bào xong, rửa sạch đem đi cắt lát. Dạo này tôi xem YouTube, thấy người ta nhắm mắt rồi cắt rau củ, thấy cũng hay ho nên hôm nay cắt thử theo cách đó mà không nhắm mắt nha. Sau khi cắt xong, kiểm tra lại thấy đầy đủ 10 ngón tức là mình đã thành công. Mọi thứ đã xong thì tôi thấy nồi nước đã sôi, lại mở cái nắp ra, u chà là nó nóng. Hôm bữa lỡ vặn lố tay tí mà hư cái quài nắp, giờ phải chịu vì cái tội chơi ngu. Vớt hết bọt trong nồi, cho củ cải vào. Lấy mấy cái đầu hành cắt lúc nãy cho vào cái cối, một của ớt, với 2, 3, 4, 5 con tôm vô, thêm ít gia vị, rồi đi tìm cái chảy giã cho nhuyễn ra. Giã xong cho tí nước mắm, khuấy lên cho thấm đều gia vị, rồi cho vô nồi đang nấu giò heo. Nhìn cái nồi là tôi thấy mở lem rồi. Đem thêm ít gia vị, muối, đường, hạt nêm, ông bà đã mách bảo thì nên y vậy, tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Để tôi thử lại xem ông bà mách bảo có hợp với khẩu vị tôi không. Lúc này mới chợt nhớ là mình còn trái bắp mà lúc nãy quên, mau mau cắt bỏ vô nồi cho kịp chín. Tiếp tục vớt bọt ra ngoài. Nhìn cái nồi mà tôi mê quá đi. Đậy nắp tắt điện để tầm 5 phút. Thế là nồi nước đã xong, giờ đi chụp bánh canh và thưởng thức thôi. Bắt nước, cho đến khi nước sôi thì cho bánh canh vào. Hôm nay tôi dùng bánh canh bột gạo, đun sôi bánh canh khoảng 1 phút là được. Vớt bánh ra cho vào tô. Xong thì cho nồi súp lúc nãy vào, cho thêm miếng hành, miếng tiêu, thơm ơi là thơm. Như vậy là đã xong tô bánh canh giò heo, cảm ơn cả nhà đã xem đến hết video. Cả nhà thấy hay cho tôi một like và đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé, giúp tôi thêm động lực ra video mỗi ngày. Cảm ơn cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại.